thành lập lực lượng tàu ngầm cấp chiến dịch để nâng cao chất lượng làm chủ vùng biển là một yêu cầu cấp thiết. Cách đây tròn 10 năm, ngày 20 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định số 2180 về việc thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân. 10 năm qua, từ một đơn vị non trẻ, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã nỗ lực trở thành đơn vị huấn luyện giỏi, xây dựng nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, xứng đáng là Lữ đoàn 3 đặc biệt, đoàn kết đặc biệt, kỷ luật đặc biệt, bí mật đặc biệt. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, trong một cuộc diễn tập lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân và Quân đội Nhân dân Việt Nam, quả tên lửa phóng đi từ tàu ngầm đã bắn trúng trực tiếp mục tiêu, ghi dấu mốc đầy tự hào của Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Kíp tàu ngầm 182 Hà Nội đã tự tin bắn thành công tên lửa đối hải trong lòng biển hoàn toàn độc lập, không có sự giúp đỡ của chuyên gia. Ngay sau thành tích xuất sắc này, tàu 182 Hà Nội vinh dự được Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây cũng chính là kíp tàu đầu tiên được cử đi học tại Liên bang Nga những ngày mới thành lập lữ đoàn. Họ đã thực hiện trọn vẹn lời thề của người thủy thủ tàu ngầm từ khi uống ca nước biển ở độ sâu chinh phục trong lần lặn đầu tiên xuống lòng biển. Các kíp tàu ngầm của tôi là thuần thục, độc lập, khai thác vận hành vũ khí trang bị kỹ thuật. Trên cơ sở những kiến thức, những kinh nghiệm mà chúng tôi được học tập ở bên Nga cũng như các bạn truyền thụ lại kiếp rút gọn là Việt Nam, thì chúng tôi đã tổ chức cho đơn vị để viết thành một cái tài liệu về kinh nghiệm huấn luyện và sử dụng chiến đấu tàu ngầm. Từ cuối năm 2010, Trung tâm huấn luyện 125 thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức lễ khai giảng khóa học tiếng Nga đầu tiên cho cán bộ thủy thủ tàu ngầm. Những cán bộ thủy thủ lứa đầu tiên được lựa chọn cực kỳ khắt khe với những tiêu chuẩn cao về sức khỏe, trình độ ngoại ngữ, khả năng học tập và tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật mới. Mỗi thủy thủ tàu ngầm phải hội đủ 4 yếu tố: phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống tốt, năng lực chuyên môn tốt và ý thức trách nhiệm tốt. Thành lập Lữ đoàn 189 thời điểm đó là dấu mốc quan trọng để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ trên hướng biển đảo. Lữ đoàn tàu ngầm 189, đơn vị đặc biệt, tinh nhuệ, được thành lập, đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong lộ trình xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại. Trải qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Từ những người ở nhiều đơn vị trong toàn quân chủng Hải quân lựa chọn về, mặt bằng trình độ, kiến thức không đồng đều, các thủy thủ tàu ngầm đã trải qua hành trình dài với vô vàn thử thách. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị những khí tài rất hiện đại, tài liệu hướng dẫn khai thác sử dụng chưa được biên dịch. Các học viên đào tạo tại Nga phải tranh thủ ngày đêm, tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ để học tập và làm việc với chuyên gia Nga. Ngoài các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công nghiệp và tính kỷ luật là bài học lớn nhất mà các thủy thủ chuyên gia Nga truyền dạy. Từng người trong kíp luôn xác định rõ, học không chỉ vì danh dự của mỗi cá nhân, mà còn học vì tổ quốc, vì niềm tự hào của dân tộc. Sau khi nắm vững lý thuyết, mỗi kíp thủy thủ đều phải qua huấn luyện thực hành trên hệ thống mô phỏng và tại bến, rồi mới trải qua nhiều chuyến đi biển huấn luyện trên chính con tàu của mình. Các chuyên gia Nga luôn đánh giá rất cao trách nhiệm, quyết tâm, bản lĩnh, lòng can đảm, sự ham học hỏi, tiếp thu nhanh và sức bền của thủy thủ tàu ngầm Việt Nam. Họ khẳng định những kíp tàu ngầm Việt Nam sẽ sớm đủ khả năng giải quyết nhiệm vụ độc lập trên biển. Ngoài có việc tiếp thu về kiến thức, thứ hai tôi phải tiếp thu về kinh nghiệm, cũng cố gắng trao đổi rất nhiều với lại các đồng chí
giáo viên của bạn để truyền thụ tất cả những kinh nghiệm có liên quan đến công tác hoạt động tàu ngầm, làm sao cho thật sự đảm bảo an toàn và đạt được cái chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cao nhất đối với lực lượng chúng tôi. Đến nay, trung tâm huấn luyện, trung tâm cứu nạn tàu ngầm của lữ đoàn 189 có thể cùng lúc huấn luyện cho 6 kíp tàu, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, huấn luyện, hiệp đồng chiến đấu, thao tác thực hành và xử trí tình huống sát thực tế. Qua đó, nâng cao trình độ tư duy kỹ thuật và khả năng xử lý các tình huống thực tế cho cán bộ thủy thủ khi tàu ngầm hoạt động trên biển. Bằng việc thành lập các cái kiếp tàu rút gọn để giúp đỡ và kèm cặp các cái kiếp tàu mới thành lập, thì qua đó thì các kiếp tàu mới thành lập nhanh chóng nắm bắt và rút ngắn cái tiến độ và cái thời gian huấn luyện làm chủ vũ khí trang thiết bị kỹ thuật và đạt cái hiệu quả tốt. Trong 4 năm từ 2014 đến 2017, 6 tàu ngầm đã lần lượt về nước. Lễ thượng cờ của các tàu ngầm đã trở thành niềm tự hào của quân dân cả nước, thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. 6 con tàu được đặt tên theo các tỉnh thành phố ven biển hoặc gắn bó xây dựng lực lượng hải quân, lần lượt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong lễ duyệt binh, duyệt đội hình tàu kỷ niệm 60 năm thành lập quân chủng hải quân, hình ảnh tàu ngầm kiêu hãnh đứng trong đội hình 5 cánh sao biển đã tạo cảm xúc đặc biệt. Đó là các lực lượng, tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh, tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Qua 10 năm, Lữ đoàn 189 được ghi nhận là một trong những đơn vị chính quy mẫu mực nhất toàn quân. Về công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, mô hình cặp đôi mẫu mực gồm thuyền trưởng và chính trị viên mỗi tàu đã trở thành hạt nhân, trung tâm đoàn kết gương mẫu của đơn vị. Đơn vị chú trọng xây dựng văn hóa lực lượng tàu ngầm với những nét đặc trưng riêng có. Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn luôn xác định xây dựng yếu tố con người là trung tâm, yếu tố quyết định đến kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, khẩu hiệu hành động vinh dự trách nhiệm, lịch thiệp kỷ cương, đoàn kết khiêm nhường, kiên cường quyết thắng đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc thù của thủy thủ tàu ngầm và được biểu hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống. Hoàn thành xuất sắc hàng trăm chuyến đi biển, hàng nghìn ngày hoạt động với hàng vạn hải lý ở các độ sâu khác nhau tại tất cả các vùng biển của Việt Nam, cán bộ thủy thủ tàu ngầm đã thực sự làm chủ con tàu của mình, một pháo đài di động trong lòng biển. Qua quá trình tiếp nhận, huấn luyện để nhanh chóng làm chủ các tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, Lữ đoàn 189 đã nghiên cứu, nắm chắc các tính năng ưu việt của tàu ngầm để kịp thời tham mưu với trên các phương án sử dụng tàu ngầm hiệu quả trong tác chiến trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, liên tục, Lữ đoàn 189 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ thưởng thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng ba về những thành tích xuất sắc. Trên chặng đường tiếp theo, mỗi thủy thủ của đội quân ba đặc biệt ấy sẽ duy trì kỷ luật thép, ý chí thép, tinh thần thép trên hải trình đầy vinh quang của mình. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chiến đi! Chiến đi!